Chào mừng các em học sinh đến với tiết học âm nhạc lớp 1, bộ sách cùng học để phát triển năng lực. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta cùng đến với tiết học số 21. Chúng ta sẽ được nghe giới thiệu về nhạc cụ gõ trống nhỏ, cùng luyện tập hình tiết tấu số 1 và hình tiết tấu số 2. Các em sẽ cùng được tập đọc nhạc cao độ các nốt Đô, Rê, Mi. Các em ạ, và để khởi động cho tiết học ngày hôm nay thì mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát khúc nhạc Mùa Xuân. Thì mời các em cùng đứng lên trước màn hình nào. Chúng ta cùng đi đến với nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là giới thiệu về nhạc cụ gõ trống nhỏ. Các em thấy nhạc cụ gõ này bao giờ chưa? Các em ạ, trống nhỏ là một loại nhạc cụ gõ của Việt Nam. Trống gồm có mặt trống, tang trống, và để tạo ra âm thanh, người ta có thể dùng dùi trống để gõ hoặc chúng ta có thể dùng tay chơi. Trống là một loại nhạc cụ rất là quan trọng trong bộ gõ. Nó quyết định khá nhiều về nhịp của nhạc và làm cho bài nhạc thêm sinh động hơn, cũng như giữ nhịp cho bài nhạc. Nhiều bài nhạc chỉ cần trống thôi cũng đủ để tạo nên bản nhạc rất là hay và sinh động. Như thầy đã nói, thì để tạo ra âm thanh thì người ta có thể dùng ngón tay, dùng bàn tay hoặc là dùng dùi trống để tạo nên âm thanh. Và các em có biết không, trống là một loại nhạc cụ rất lâu đời trên thế giới, và thiết kế của trống từ trước hôm đến nay về cơ bản nó vẫn như vậy. Và bây giờ thầy mời các em cùng thực hiện chơi nhạc cụ gõ nào. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai là gõ đệm hình tiết tấu 1 và 2. Các em cùng quan sát hình tiết tấu số 1 và sẽ nghe thầy thực hiện mẫu hình tiết tấu số 1 nhé. Thầy mời các em cùng thực hiện nào. 2, 1. Chúng ta cùng thực hiện lại lần nữa nào. Và bây giờ thầy mời các em cùng quan sát hình tiết tấu số 2 và xem thầy giáo thực hiện hình tiết tấu thứ 2 nhé. Rất là dễ phải không nào? Và sau đây thầy mời các em cùng thực hiện nhé. 2, 1. Tin tưởng rằng rất nhiều bạn đã thực hiện được hình tiết tấu số 2 rồi đấy. Và các em ở nhà, các em sẽ tập luyện nhiều lần
hai hình tiết tấu này nhé. Chúng ta chuyển sang một nội dung nữa, đó là chúng ta cùng thực hiện đọc nhạc tên các nốt nhạc theo ký hiệu của bàn tay. Và trong giờ học ngày hôm nay, thầy giới thiệu với các bạn ba nốt nhạc, đó là nốt đô, nốt rê và nốt mi. Chúng ta cùng quan sát trên màn hình và đọc nốt đô cho thầy nào. Đô, rê, mi. Chúng ta cùng thực hiện lại lần nữa nào. 2, 1. Và bây giờ thầy mời các em cùng lắng nghe thầy giáo sẽ đọc cao độ ba nốt đô, rê, mi. Bây giờ thầy mời các em cùng thực hiện nào. Thực hiện lại lần nữa nào. Thầy tin rằng các bạn thực hiện rất tốt rồi. Và bây giờ thầy mời các em cùng đọc theo mẫu âm sau. Các em sẽ nghe thầy giáo thực hiện một lượt nhé. Đô rê mi, mi rê đô. Em nghe giai điệu là một lần nữa nào. Sau đây thầy mời em cùng thực hiện nào. 2, 1. Thầy tin rằng rất nhiều bạn đã thực hiện rất là tốt nội dung này. Và các em ở nhà thì các em sẽ tích cực ôn luyện lại các nội dung đã học trong buổi học ngày hôm nay và tích cực tập luyện các nội dung đã học trong chủ đề số 5, chủ đề mùa xuân. Và giờ học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em, chúc các em chăm ngoan, học giỏi và tích cực tập luyện các bài hát các em nhé.